Vườn hoa đều đặn. Cha muốn con được không? Ông đây này. Đứng ở đây không chụp che xuống một cái nào. Vâng. Cái gì ạ? Đây, đứng ở đây chụp xuống không, dưới. Tức là đứng ở đây. Có bác Thịnh bác chụp xuống dưới bác lấy cả vườn hoa. Lấy hoa thì quanh vô vào trái quanh ra bên phải không? Vậy thôi đó hả? Vậy là bí ẩn rồi đó. À, bán đâu nữa là cành nữa. Oh, that fits out nice. I reckon this is a bit...
đi đâu được nào ba? Không phải chụp photo.